Hello anh em nha, thì mình là Chí Nhu, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Brian Nguyễn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các anh em một bầy huyết lông mới đem về từ trại ở Sài Gòn. Size của mấy con này thì rơi vào khoảng 27 hoặc là 28 rồi. Cũng khá là ok rồi, anh em về nuôi là cắt ăn. Không có bị hệ tiêu hóa, không có bị đường ruột gì hết. Với cái size này thì tụi nó ăn khỏe rồi. Và mỗi con như vậy thì cửa hàng đang bán giá khoảng 18 triệu. Mỗi con này thì theo mình thấy là mắt, môi, râu, đuôi, càng đều ok, không có bị tật lỗi. Râu không có bị cong, rất là thẳng. Và vây thì không có bị rách, rồi nở rất là đều, bung hết cỡ luôn. Và càng của mấy con này nếu mà anh em quay kỹ thì anh em thấy nè, nó bơi, lúc nó bơi là nó hạ xuống. Càng của mấy con này thì nó không thể nào mà nó bằng hàng của Sibao được. Hàng Sibao thì khỏi nói rồi, càng to dài ngay từ nhỏ luôn. Còn những cái dòng mà full red này thì nó sẽ không có bằng, cho nên là giá của nó cũng dễ tiếp cận hơn rất là nhiều so với một con Sibao. Thì khi mà anh em mua về anh em chơi á, thì anh em có thể perm ở trong thùng y ran như bói luôn. Và cái cách perm như thế nào thì mình nghĩ là anh em nên xem kênh của chú Đồ Bạc. Chú Đồ Bạc có perm một cái con Enkido rất là ok luôn, vẫy bây giờ nó leo gần full, sắp full luôn rồi. Thì mình là một cái người làm YouTube với cái mục đích là chia sẻ cho các bạn, mình không có đả kích ai hết, mà mình thấy cái gì hay thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Có thể các bạn xem cái kênh của mình, các bạn chưa có biết kênh của chú Đồ Bạc chuyên về phơm cá rồng đấy, thì mình sẽ giới thiệu luôn. Còn mà cái kỹ thuật mà mình nuôi, cái nguồn nước như thế nào, những cái cách mà nó bị bệnh ra làm sao, rồi cái cách mình theo dõi con cá, thì mình nghĩ là các bạn truy cập vào cái kênh của anh Hoàng Mạnh Long. Ảnh có làm một vài cái video về những cái gọi là bí mật á. gọi là những cái bí kíp để mà mình nuôi con huyết nó đẹp đó, thì ảnh rất là tâm huyết. Và mình thấy là ảnh chia sẻ hết những cái gì mà ảnh có luôn, rất là nhiệt tình để anh em chơi. Đấy, thì mình không có biết nhiều về những cái kỹ thuật chuyên môn, nhưng mà mình lại biết những cái người họ có kỹ thuật chuyên môn, và mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn xem cái kênh của mình, có thể tìm hiểu thêm những kênh bên đó, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mình chơi cá. Thì quay sơ cho anh em xem. Ở cửa hàng thì mình đánh đèn cũng bình thường thôi, chủ yếu là mình bán cá, mình kinh doanh. Anh em thấy ok được thì anh em nhắn tin cho mình, mình có thể ship cho anh em luôn nha.